Bây giờ đang tới chợ Phong Điền rồi cả nhà ơi. Đó. Đang ngày chợ Tết luôn. Tới rồi. Chưa ông ngậm 20.000 tới chưa hoàng kim 15.000 tới. Chưa hoàng kim 15.000 một tí. Dưa hoàng kim 15.000 một ký, quá trời chen lấn mua cả nhà. Này quýt hả ta? Trời đại hai giá luôn. Rồi cắt chu 20.000 đu đủ 12.000. Ở đây quýt 35 à. Có bạn đi đô không? Vừa chỉ xe vừa quay có đặt ổn định video không? Chưa bật nữa. Quá đông cả nhà, chèn lánh vô chạy vô chút mới được quay. Rồi vô dĩ về hấu luôn cả nhà ơi. Chèn lấn luôn, quá đông cả nhà ơi. Trong đường này là bán quýt với mà dưa hấu á. Dễ bên kia bán hoa. Giờ này mua dưa hấu quá vui luôn. Dễ này vô thủ phủ dưa hấu rồi, vô cái ổ dưa hấu quá lớn á. Dưa hấu rồi bọc dài qua tới bên kia luôn. Còn múc đằng đẵng nữa. Dưa chừng 30.000 trái.